tổng bí thư tô lâm đẩy lùi tham nhũng và mở rộng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh theo phương châm không ngừng không nghỉ không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực tổng bí thư tô lâm nhấn mạnh cũng như cố tổng bí thư nguyễn phú trọng nói lọt đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật chúng ta phải xử lý nghiêm làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân, tổng bí thư nhấn mạnh. Khởi tố bắt tạm giam nữ cán bộ cùng nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã khởi tố bắt tạm giam nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bảo Lâm và bà một nữ cán bộ khởi tố nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bảo Lộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Đông, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Bảo Lâm và bà Nguyễn Thị Hiển là cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện này để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Hành vi sai phạm của các bị can được quy định tại khoản 3, điều 229 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo báo Lâm Đồng, đây là kết quả điều tra liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai liên quan đến diện tích đất tại công ty cổ phần Chè Minh Rồng thuê tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Những sai phạm liên quan đã kéo dài suốt nhiều năm qua được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm. Theo đó, sau khi phát hiện nhiều khuất tật trong việc giao đất có nguồn gốc thu hồi của công ty cổ phần Chè Minh Rồng, nhiều người dân đã tố giác sai phạm. Liên quan đến những sai phạm nêu trên, chỉ đã phản ánh về những khuất tất liên quan đến giao khoáng, hóa giá vườn cây tại một số công ty, nông trường chè, giao tầm trên địa bàn các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc. Trong đó, có những khuất tất liên quan đến công ty cổ phần chè Minh Rồng như tránh tình trạng thu gom đất, thu lợi bất chính khi hóa giá vườn cây tại các công ty chè, không xem xét đơn đề nghị chuyển nhượng giá trị vườn cây của các hội nhận khoáng tại các công ty chè hay việc thu tiền thuê đất ở công ty cổ phần chè Minh Rồng đúng hay sai. Công ty cổ phần chè Minh Rồng có trụ sở tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Công ty được thuê đất tại địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm với hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Thực hiện quyết định số 1542, quy đề UBND ngày 7 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi 60 hectare đất do công ty cổ phần chè Minh Rồng thuê để giao về cho địa phương quản lý. Ông Nguyễn Bá Đồng, bà Nguyễn Thị Hiển là những cán bộ, công chức trực tiếp thực thi công vụ về quản lý đất đai ở địa phương nhưng đã làm sai chủ trương thực hiện trái pháp luật trong việc tham mưu ban hành các quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến quỹ đất của nhà nước, gây ảnh hưởng công tác quản lý đất đai của địa phương. Khởi tố giám đốc công ty Tầm Sáng Bảo Lộc theo lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng, đây là vụ án phức tạp do đã kéo dài nhiều năm và liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức. Trong thời gian tới, công an tỉnh Lâm Đồng sẽ phối hợp với các cơ quan tố tụng của tỉnh, đồng thời chỉ đạo các cơ quan tố tụng huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Xử lý nghiêm các hành vi sai phạm các đối tượng và tập trung thu hồi tài sản thất thoát của nhà nước với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trước đó, liên quan đến những sai phạm trong việc hóa giá vườn cây, công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố, bắt tạm giam đối với hai bị can là Đoàn Ngọc Hùng, 62 tuổi, ngụ tại phường 2, thành phố Bảo Lộc. Bị can Hùng là giám đốc công ty Tầm Sáng Bảo Lộc. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Lê Đình Chi, 60 tuổi, trưởng phòng kỹ thuật của công ty cổ phần Tầm Sáng Bảo Lộc với vai trò đồng phạm giúp sức cho đoàn Ngọc Hùng để điều tra về các sai phạm liên quan. Khởi tố hai cán bộ hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội nhận hối lộ. Hai công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ bị cáo buộc nhận tiền chung chi, không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan và tạo điều kiện cho các đối tượng mua bán dầu FO do từ các tàu quốc tế mà không khai báo. Cơ quan cảnh sát điều tra BC03, Công an thành phố Hồ Chí Minh, thông tin BC03 vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Việt Tân, 61 tuổi, quê Tiền Giang, và Bùi Huỳnh Bá Phước, 40 tuổi, Bà Rịa Vũng Tàu, về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn các quyết định trên. Cả hai bị can cùng là công chức hải quan chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu dầu FCO do do đối tượng Lê Tấn Hòa, 48 tuổi, ngụ quận 7, cùng đồng phạm thực hiện. Theo BC03, Hòa cùng đồng phạm nứt bóng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO do thuộc diện tạm nhập, tái xuất từ tổng kho xăng dầu nhà bè giao cho các tàu quốc tế neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ Vũng Tàu, cảng Lotus. Để móc nối với các thuyền trưởng, Máy trưởng mua lại một phần dầu FO do thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài. Sau đó, các đối tượng cất giấu dầu FO do vào các khoang bí mật được thiết kế trên xa lan của công ty để vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Hòa và các nhân viên Saigon Trasco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định tạo điều kiện để hòa và đồng bọn mua bán dầu FCO do từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan. Liên quan đến vụ án trên, đến nay, BC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Tiên quan khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời gian không 2 tháng đối với Cù Thanh Luân, sinh năm 2002, trú tại xã Hợp Thanh huyện Sơn Dương. Về hành vi chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, hồi 20h40 phút ngày 31 tháng 8 năm 2024, Tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông công an huyện Sơn Dương đang thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Sơn Dương thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 22S1455.30 do Cù Thành Lương điều khiển có dấu hiệu vi phạm, điều khiển xe đi tốc độ cao, lạng lách, không có gương chiếu hậu bên trái. Trước tình hình đó, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ đội cảnh sát giao thông, trực tự công an huyện đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, cô thanh luân không chấp hành mà đâm thẳng xe vào người đồng chí hùng và tiếp tục tăng ga bỏ chạy sau khi gây án hậu quả đã khiến đồng chí hùng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện công an huyện đã khẩn trương huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm xác minh đối tượng vụ việc xảy ra khi trời tối đối tượng di chuyển với tốc độ cao lạng lách tránh các camera an ninh gây nhiều khó khăn cho quá trình truy tìm của lực lượng công an với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm công an huyện sơn dương đã huy động tối đa lực lượng Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 11 tháng 9 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Dương đã truy tìm được cô Thanh Luân khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, cô Thanh Luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Sơn Dương tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.